Xin chào quý vị, các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Nam Thành. Có rất nhiều những vấn đề liên quan đến khi bạn quyết định xây dựng một bể bơi, những yếu tố về chi phí, về chất liệu hay là về những thiết bị lọc sẽ làm chúng ta phải đau đầu. Và những giải pháp mà chúng tôi đưa ra đó chính là xây dựng bể bơi trọn gói. Ở ngay đằng sau tôi đây là một bể bơi mà chúng tôi đã xây dựng trọn gói trong năm 2021, và chúng ta sẽ cùng theo dõi ở phía phần sau của video. Bể bơi mà chúng tôi làm dịch vụ trọn gói nằm tại Sóc Sơn, Hà Nội. Công trình này là một hạng mục trong dự án của một homestay rộng đến 2 hectare, và diện tích của bể bơi này cũng tương đối lớn, gần 250 m². Bể bơi có hình dáng chữ nhật, bao cong ở hai đầu bể, vị trí độc lập với khu nhà ở homestay và nằm giữa hai hồ nước lớn. Vị trí này cho người dùng bể bơi có một không gian riêng rộng rãi với hai mặt giáp hồ, tầm nhìn thông thoáng và ấn tượng. Mực nước trong bể bơi này có mức độ sâu tăng dần từ 0,8 đến 1,4 m. Những chất liệu của bể bơi này bao gồm gạch mosaic lát dưới đáy bể, đá granite lát trên hành lang, rãnh nhựa composite thoát nước cho bể bơi tràn mặt. Chi tiết đặc biệt của bể bơi này là hai con sư tử phun nước được làm bằng chất liệu đá và điêu khắc rất tinh xảo. Hai đầu sư tử phun nước làm chúng ta nhớ tới biểu tượng của đất nước Singapore, và đây cũng là điểm nhấn cho công trình này. Bể bơi nằm trên một diện tích rộng và những công trình phụ trợ cũng được bố trí hợp lý. Ở phần cuối bể có một dãy nhà bao gồm phòng máy, hai phòng vệ sinh và hai phòng chức năng. Phòng máy được sắp xếp gọn gàng, có thể đặt tất cả các thiết bị. Do đây là một bể bơi có thể tích tương đối lớn nên sử dụng 4 bộ bơm lọc công suất lớn để đảm bảo khả năng vận hành tốt nhất cho bể bơi. Phòng vệ sinh cũng cực kỳ rộng rãi và đầy đủ thiết bị. Do chưa chính thức đưa vào sử dụng nên sàn nhà cũng chưa được vệ sinh tốt. Bên trên là khu vực dành cho quầy cà phê, và ở trên này chúng ta cũng có một góc nhìn thẳng xuống dưới bể bơi. So với thiết kế ban đầu, bể bơi này được hoàn thiện hoàn hảo về kích thước cũng như công năng. Hai hàng dừa trồng ở hai bên cũng là chi tiết trang trí cho bể bơi này. Như vậy, bể bơi tại homestay đã hoàn thành 99% và gần như sẵn sàng để đưa vào sử dụng. Nhưng trước đó, để làm nên một bể bơi trọn gói sẽ phải trải qua rất nhiều quá trình, và mời quý vị theo dõi những hình ảnh trong quá trình xây dựng bể bơi homestay. Yeah.
Vâng, cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi hết video. Và nếu quý vị các bạn đang có ý định xây dựng một bể bơi, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0962 890 222. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.